Ê, giận hả? Được. Phải xí không? Sao anh cắn tay em vậy? Nó cắn tay nó ên lắm. Trời đất cơ. Ừ. Trời ơi. À, cắn cái tay hả? Ừ. Nó giận nó cắn tay ên nó. Thôi đó. Đẩy bị phó và sao nó đây? Ừ, gọi lại chứ. Đẩy bị phó đi. Ừ, cái đẩy cho nó để tôi buộc chứ lên. À, đâu đâu cô? Để những cái tấm giấy mà ghi chữ nên. À. Cái chân cô thấy vẽ gì tùm lum như vậy? Không vẽ đó. Trời ơi, mà cô thấy nhúc nhích là được đó hả cô? Ừ thì vẽ nhúc nhích lắm luôn hả? Cũng thấy đỡ đỡ à, còn cùng thấy còn nặng. À. Từ từ. Dạ. Muốn đích thở người. Còn giờ là được, khỏe khỏe ha. Bây giờ đỡ đỡ rồi. À. Ừ, không hôm bữa là thấy là gì đó. À, lại lại chị cái gì mà sao mà cô ngồi gì được hay vậy? Không biết nữa, ông vẽ làm sao? Có bấm nguyệt gì không? Bé này cũng dễ bùa luôn hả? Ừ, cũng à, cô em khỏe không? Bị cái gì, bị cổ cái gì đó? Thấy lên cổ bị đau hả? Không thấy nó lên cái bự. À, thấy bự 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 cái cổ mà nói không đau. Em cũng muốn cảm ơn các cô chú ở đường xa, các mạnh thường quân ở đường xa rất là nhiều đã tạo hy vọng cho các em. Để có hy vọng mới, để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Em rất là vui. Rất là vui. Ở nhà thì hôm nay thì anh em có trở lại đây để thăm một cái hoàn cảnh. Đó là hoàn cảnh của chú Dưỡng với cô Hường cả nhà. Gia đình thì có 3 người con là bị mù hết đó cả nhà. Đó, thì hôm nay thì tụi em tiếp tục và trở lại đây thăm hoàn cảnh của chú, cũng như là cũng mang những cái phần quà của quý nhà hảo tâm đến cho gia đình đó cả nhà. Ơi, hôm nay thì có rất là nhiều bánh quà nè cả nhà thấy không? Chú Dưỡng thì đang kinh 2 cây quạt. Một trước thì anh em có đến thăm cũng như là cũng có trợ duyên được một số tiền rồi. Hôm nay thì anh em tiếp tục trở lại đây cũng như cùng những cái phần quà của nhà hảo tâm á, cũng hỏi thăm coi cái tình hình sức khỏe của cô Hường hiện giờ như thế nào. Chú nha. Chào cô nha. Dạ. Chào cô. Chú nha. Đây còn để đồ đây. Để đây ở để trên này đi. Để trên giường đi. Cô khỏe không? Đỡ đỡ rồi. Đỡ hả? Nghe nói là hôm qua kia gì có. Hôm qua. Dạ. Nghe nói cô ngồi vậy được hả? Lên ngồi chút được, ngồi lâu quá không được. Ngồi chút chút vậy đó. À, chắc người ta là chỉ cái chân cô cả. Ừ, làm bùa thử. À, làm gì cô? Người ta khoan bùa rồi cho lên ngồi vậy đó. À, khoan bùa. Cho lên ngồi đỡ vậy hả cô? Ừ, lên ngồi được chút à, ngồi lâu cũng không được. Có để vô đây đó hả? Ừ, cái đẩy vô đó để tối buộc chứ lên. À, đâu đâu cô? Để những cái tấm giấy mà ghi chữ nên. À, hôm qua lại mấy người lên cô? Lại 4 người. 4 người. 4 người chú kia là đạp không đua ôm chảy. Hôm qua lại 4 anh là không? Ừ. À, rồi chân cô con thấy vẽ gì tùm lum như vậy? Không vẽ đó. Trời ơi. Vẽ cô thấy nhúc nhích là được đó hả cô? Ừ thì vẽ nhúc đỡ nhích lắm luôn hả? Cũng thấy đỡ đỡ à, còn cùng thấy còn nặng. À. Từ từ. Dạ. Giờ cô ngồi gì được không? Đâu cô ngồi dạ. Con coi coi. Bữa là có ngồi được không? Lâu bữa lần đầu á lúc trước ngồi. Được không. Mà muốn đứt thở người. Còn giờ là được, khỏe khỏe rồi ha. Bây giờ đỡ đỡ rồi. À. Ừ, không hôm bữa là thấy là gì đó. À, lại lại chị cái gì mà sao mà cô ngồi gì được hay vậy? Không biết nữa, ông vẽ làm sao. Có bấm nguyệt gì không? Không. Trời ơi. Không có bấm nguyệt luôn hả? Không. Vậy là lại lúc trước mới cô chăm túi được thanh tần rồi mà còn nó đau. Dạ. Huyết áp tới còn có chín à, mới nghỉ 2 bữa ngày qua chỗ kia rồi sao? Cũng như là thúc. Ừ. Nghe nói mấy anh trai đến là cô ngồi vậy được luôn á. Ừ. Lại làm cái là cô ngồi được đó luôn. Dạ. Trời ơi. Mà ngồi vậy đó mà tè vậy cũng mới được. Cũng dạ. Cũng ngồi yếu chứ không phải là mạnh. Còn ừ. Nhưng mà đỡ hơn lúc trước rất là nhiều. Đỡ hơn lúc trước nhiều. Ờ. Rồi anh mấy anh là có nói có quay lại không hay là một lần thôi cô? Không. Có anh lần một à, tại ông ở cái ca sách á, ông ở xa, dài và cũng ổng 60-70 tuổi rồi. Từ dưới cái sách mà chạy xuống đây để trị bệnh cho cô. Dạ, ông thấy lên vô tiếng, ông nói tội nghiệp quá. Thấy tội nghiệp quá. Ừ.
người ta liên hệ, người ta gọi cô hả? Không có liên hệ qua anh. Liên hệ qua anh rồi hôm qua rồi cũng chỉ đường á, chỉ tới cho số của chú. Không biết đường nữa, rồi nhờ tới chú ở Sóc Trăng, ổng hùng chạy không đau không vậy đó, là ổng đem cho chị lại rồi hỏi. À, trời ơi, mừng cho cô không? Lên lòng là thổi cái đi được không? Không đâu, thổi cũng hơi lâu. Lâu à? Ồ, thổi thổi bằng cái gì cô? Nhang hả? Không, nhang với ổng đọc nghĩ vậy là mình không biết. Ồ, trời ơi, đọc thần chú vậy đó. Ừ, không biết. Dẻ, từng người bùa vậy, để trên này nữa nè. Để nhưng bùa, để tối bùa, một lần nằm cả 1 tiếng, 2 tiếng rồi lấy ra. À, ta dặn là để trên nóc bùn vậy đó hả con? Ừ, mà đã cái gì mình nằm trên đó, nằm trên cũng thấy hơi nóng đó. À, nằm trên miếng đó đó hả? Ừ, là thấy hơi nóng. Ừ, hơi nóng. À, thấy lạ quá ha. Ừ, cái này mình cũng không có gành, nhưng mình mà không gành. Mà thấy cô bây giờ là thấy hôm bữa mà đỡ cô ngồi vậy là cô không, đau. Đau không được. Ừ, hôm bữa ngồi không được. À, hôm nay thấy thấy đỡ hơn hả chú ha? Ừ, 4 lần rồi đó, hồi sáng tới giờ đó. Rồi chú vô đây ngồi nè, đỡ cô. Trời ơi, từ từ được rồi. Rồi vì không có gì mệt đâu. Từ đỡ đó. Hôm nay tươi nè. Ừ, chân dễ rồi nè, chân còn téo nè, sơn bùa nè, nè bùa. Ôi, lạ cả nhà. Dễ vô ngay chỗ mà cô mà mấy cái khớp á, mấy cái khớp á. Ừ, ngay cái khớp. À, thì lại là giúp mình thôi, thấy cho hoàn cảnh mình khó khăn là lại giúp thôi, chứ không có tiền bạc gì hết. Dạ, có người gửi thiệp được 200 mấy chú nói mình chưa được cái đền ơn gì, ổng nói thôi không đâu, cái này lại tiếp mấy đứa cho em khỏe thôi, nuôi con. Ồ, trời ơi, quá cái quý luôn quá. Dạ, nói thấy lên vô tiếng thấy cuộc nghiệp quá, ổng nói không biết đường nữa mà lợi đại. Dạ, hỏi chắc mấy chú đó thấy gia đình mình khó khăn. Dạ, nhận, dạ thấy khó khăn. Dạ, trời ơi, ổng nói hồi nào tới giờ đâu có thấy gia đình nào bà bằng cô vậy đó. Dạ, ba đứa con, ba đứa con rồi mẹ bị nữa, rồi còn mình cha đạp xe rồi đâu có nhiêu đâu, rồi rồi ai mà anh lo cho mẹ, lo cho mấy đứa cháu gì đó. Dạ, mà thấy cô khỏe là cũng mừng rồi, để cô khỏe lại để dạ, cô còn phụ với chú để lo cho dạ, cho mấy em. Nhưng cô ngồi được rồi, cô cũng la mấy đứa cũng đỡ thở nữa. Nằm cũng nóng trong mình quá. Dạ, nằm không cũng nóng. Bây giờ tự ngồi được rồi. Dạ, rồi có dặn mình là ăn uống hay như thế nào không mấy anh đó đó? Nói ăn bình thường thôi. Cứ bình thường thôi. Ừ, mà làm theo cái cách mà dạ, để bùa. Ừ, ông nói tập đi. Mà bật tập đi bây giờ còn giò nó còn tê quá. Còn cũng còn ha, chứ chưa hết hẳn. Chưa hết hẳn. Từ từ từ. Ừ. Cô còn thuốc gì không? Còn uống thuốc á. Dạ. Nè thuốc này nè, thuốc dạ, lạnh bị ở trong. Dạ. Mấy em ở đâu rồi cô? Ở sao á? Ở sao hết luôn. Ừ. Hôm nay thì tụi con lợi thì cũng có ít quà của quý nhà hảo tâm nè. Dạ. Đây coi nha. Đó, bánh nè của cô Nguyễn Thị Lài ở Tam Bình Vĩnh Long á, là nhờ con mua anh em mua ít bánh đem đến gia đình mình nè. Dạ, cho mấy bé nữa, mấy em ăn. Ở đây có con có đem bạc Hà Núi nữa nè, để chút rồi soạn cho cái này bạc Hà Núi nè. Đây bạc Hà Núi. Mấy nay mỗi ngày á. Hai phần để hồi mình chia ra. Cái này bạc. Cái này mình con một củ. À, con một củ hả chú? À, mỗi ngày ba lần ba. Ở mấy em đâu rồi chú? Kêu mấy em lên đây chú. Lên ơi. Đây là hai phần, hơn hai phần luôn. Cho chú. Rồi đem theo để hồi còn chia qua cái hoàn cảnh bên kia nữa. Nãy anh cột hai bịch đó, tại chở xe sợ nó lủng á. Rồi chào em nha. Kìa đi kìa anh Phong. Đây. Ở đây bé này cũng dễ bùa luôn hả? Ừ, cũng dễ. Cô. Ở đây. À, bé bị cổ hả? Ừ, thấy cổ nó. Để đi luôn. Rồi bé cũng dễ bùa cổ nó kìa. Ừ. Rồi. Cái bé kia làm ngủ hả chú? Không đó. Em khỏe không? Bị cái gì? Bị cổ gì đó? Thấy lên. Cổ bị đau hả? Không. Thấy nó lên cái bự. Thấy bự bự phù bự. Bốn cổ gì á. Mà nó không đau. Nó không có đau. Nó không đau. Ừ, nó chào em nhé. Đi coi chừng đụng cái quạt. Chừng đụng cái quạt.
Không có đi ạ. Ở đây có hai cây quạt nữa nè. Đây là chú. Rồi đi thẳng vô luôn. Ừ, đúng rồi. Chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ cũng nhờ anh em là mua hai cây quạt. Nay con cũng mua hai cây quạt hả chú? Chú Dưỡng. Mua hai cây quạt loại xịn nhất luôn á. Xịn nhất luôn để cho gia đình mình để quạt cho nó mát. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Mấy đến trước thì thấy gia đình nóng quá. Nóng quá. Nhà nóng nên là cô chú nhờ mua hai cây quạt để gửi tặng cho gia đình mình. Mấy nay em khỏe không em gái? Dạ khỏe. Khỏe ha. Ăn uống gì chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Ờ. Hôm nay thì mấy anh là đến thăm cũng như là cũng gửi những cái phần quà của quý nhà hảo tâm á cho gia đình mình á. Vui không? Vui. Ờ, có bánh nữa kìa, có rất là nhiều bánh luôn kìa. Hồi nãy mua quá trời bánh luôn. Cô Lài ở Vĩnh Long là mua rất là nhiều bánh. Chú vô đây luôn đi chú. Rồi chú ngồi bên đây đi. Đây, ngồi để lấy cái này qua đây đi ha, để cái này bên. Đây. Rồi để cái này bên đây đi. Rồi để trên này đi rồi chú ngồi bên kia luôn ha. Chú cũng xuống thăm rồi chú ngồi xuống qua đi. Đây là cũng là để này đây. Sao bé nay chú có chạy xe không chú? Để con mượn cái mic cái. Khoan từ từ. Mưa gió nữa không có đi. À là hôm nay là mình không có chạy xe. Chạy. À, ở nhà thôi. Dạ. Rồi hôm bữa thì hôm qua ha, chú có mấy anh đến để trị bệnh cho cô. Rồi mấy hôm nay chú có thấy là cô có khỏe hơn nhiều không chú? Cũng đỡ hơn lúc trước nhiều. À, đỡ hơn nhiều. Đỡ nhiều lúc trước dở lên nó muốn đứt hơi đứt thở luôn đó. Mình đỡ lên nữa đó. Đau ha. Đau. Ủa, không thấy đỡ lên rồi cô. Bây đau giờ lớn lên, lắm. Tự lên ơn được. Dạ. Tôi cũng mừng nữa. Ồ, thấy bớt hơn nhiều. Thấy bớt mừng quá. Ừ. Thật sự để từ từ coi sau này. Dạ. Yeah. Là cũng lâu lâu mình điện mình hỏi thứ có làm gì thêm không? Chứ mấy có số điện. À, có số điện. Hồi sáng ổng cũng có điện. Dạ. Yeah. Điện hỏi thăm coi sao giờ cũng lên mình ơn được. Dạ. Yeah. Ông nói từ tập từ từ đi. Dạ. Yeah. Mấy hôm nay thì vẫn cho cô uống bà Hà Núi hả chú? Chú uống mỗi ngày. Mỗi ngày ha, chú biết cách nấu rồi ha. Biết rồi. Ừ. Nấu chú uống mỗi ngày. Kệ cứ uống từ từ đi là cô khỏe lại à. Cái đó thì cũng không có ảnh hưởng gì đến thuốc tây hết, mình cứ uống thôi. À. Dạ. Thì một ngày ba lần nó uống tới à. Dạ. Một ngày ba lần. Ba lần. À là uống tới thôi. Sáng sớm rồi chú uống rồi. À, sáng uống. Ăn uống chung với lá đu đủ đúng không chú? Nó không chịu uống nó rồi, chịu không nổi. Cái gì? Nói đắng. Có bữa tại tao bao tử á. Dạ. Đâu bao tử đó con? Ở bị bao tử. Uống giỏi kìa. Uống giỏi kìa. Không chịu hả? Không chịu. Tôi uống lần, hai lần uống ra. Uống tên chút xíu ơi. Cái gì uống nữa ơi. Bị bao tử mình á. Nó chịu nổi. Ồ. Được sao? Được nó chút một đêm đó là quậy khỏi nó khỏi ngủ luôn. Dạ. Nó đắng quá rồi. Mình hơ ra nó cũng đắng luôn. Uống tươi á, tươi mình nấu. Thì tươi đó, à. Tươi đi hái xin ra. Cái này là bình thường à? Cái này là dễ uống ha. Dễ uống. Như là uống phải kèm với lá đu đủ nữa mới hay. Dạ. Dạ đúng rồi. Uống hả? Hà là dễ uống hơn cái lá đu đủ hơn luôn. Dễ uống. Tại bao tử mình uống nổi. Dạ. Ừ. Ok, gán đi cô, gán đi uống mới hết bệnh được. Thuốc đắng mới là thuốc hay đó cô. Dạ, chứ bây giờ không uống thì sao hết bệnh. Mà đắng khó uống. Kẹo lâu mình uống ít ít thôi, uống thử. Uống ít ít thôi. Dạ. Hôm nay thì tụi con có đem bạc hà của cô Trinh Lê ở Mỹ á. Thì cũng có tiếp tục gửi cho mình thêm để chú làm cho cô uống ha. Đó, bên cạnh đó thì để con coi những cái phần quà đây thì với lại có bột ngải đen của chị Hiền gửi á. Đây nè chú cầm này nè chú. Ngải đen này là uống với mật ong á, để chút thì con chỉ chú ha. Cái này thì cũng uống kèm theo để trị bệnh luôn á. Dạ mật ong. Dạ đúng rồi, ngải đen á mà này là đã xay ra bột rồi nó. Con đem lại hai bịch đó để chút đi rồi mình... Cái này là một muỗng bột này với một muỗng mật ong. Mình uống thôi. Dạ. Đó là cô Hiền gửi ha. Còn cô Nguyễn Thị Lài ở Tam Bình Vĩnh Long thì có nhờ con là mua ít quà nè, ít bánh cho gia đình mình. Bên cạnh đó thì cô Nguyễn Thị Lài thì cũng có gửi cho gia đình mình là 1.550.000
nha. Dạ. Thì tiếp đó thì có chị Quang Phạm là gửi cho gia đình mình là 500.000. Chị Trần Thị Mỹ Hằng là 300.000. Một mình Hùng Quân không ghi tên là giúp gia đình có ba anh em bị mù là 200.000. Rồi tiếp đó thì có chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ là gửi tặng cho mình là hai cái quạt nè chú. Nó con mua quạt đó. Quạt là cao, quạt bự nhất luôn đó. Đó, hai cái quạt để cho gia đình mình đỡ nóng. Rồi tiếp nữa thì có chị Nguyễn Thị Bạch Tiết là gửi tặng cho gia đình mình là 1.000.000 ha. Một mạnh thường quân ghi tên là giúp hoàn cảnh mẹ bệnh, ba anh em mù. Mong phép màu sẽ đến gia đình là 50.000. Pháp danh Nguyên Từ là 100.000. Chị Nguyễn Thị Trúc Phương là 300.000. Thì ngoài những phần quà với lại số tiền hôm nay mà con anh em con đến đây á, thì trao gia đình mình là 4.000.000 hả chú ha. Dạ. Dạ. Bây giờ thì em cũng xin phép quý nhà hảo tâm gửi cái số tiền này cho gia đình mình luôn. Chú để đó xuống ghế đi, chú điếm giùm con cái đủ. Này chú. Chú nhận giúp con ha. Điếm là cái đủ không chú? Để lên cạnh rồi. Hơi căng kìa. 2 3 4 5 Điếm lớn hơn đợi chú. 7 8 9 10 là 1.000.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.000.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.000.000. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 là 4.000.000. 4.000.000 đủ không chú? 4 đủ. Dạ. Đây là những cái tấm lòng của quý nhà hảo tâm. Vậy là cũng dạ. Cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ. Anh Đường Quân đến cùng giúp gia đình tôi là cho thoát hoàn cảnh là khó khăn và bệnh hoạn gì đó để lấy tiền xây sở, mua thuốc, mua gì cho bà cho hết bệnh. Xin cảm ơn cho mấy cô Mạnh Đường Quân. Thật sự thì Mạnh Đường Quân rất là thương gia đình mình. Thấy mà gia đình mà cô chú mà có tận tới ba người con mà không có được bình thường như vậy á, rồi cô bây giờ lại ngã bệnh nữa. Nó là ai cũng mong là cô khỏe lại để lo phụ với chú là lo cho ba đứa em á. Thật sự thì cũng không biết nó như thế nào luôn cả nhà. Quá khổ luôn. Em gái có gửi lời nào không? Dạ. Cầm tiền kìa. Chúc cô Mạnh Thường Quân. Dạ. Em cũng muốn cảm ơn các cô chú ở đường xa, các Mạnh Thường Quân ở đường xa rất là nhiều. Đã tạo hy vọng cho các em để có hy vọng mới, để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Em rất là vui. Rất là vui ha. Rất là vui ba luôn. Rất là cho vui. Nên em rất là biết ơn. Em cũng có một lời chúc phúc vui vẻ và làm ăn phát đạt và niềm vui trong cuộc sống. Em xin chào từ đường xa xôi. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Rồi. Còn gái này bệnh nè, giết bùa anh cổn nè, trời ơi. Cảm ơn mấy chú. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân ha. Bé này nói thôi, bé này nói hay hơn. Dạ. Cô vui không? Này thấy cô tươi ra hẳn luôn nè cả nhà. Đó. Đây là tình thương của quý nhà hảo tâm, thương gia đình mình cũng như là gửi những cái tấm lòng để giúp cho cô chú á, có thêm cái chi phí để lo bệnh cho cô. Dạ. Cảm ơn mấy chú, mấy chú Thường Quân ở Mỹ ở xa. Dạ. Nói tiền cho cô và chị bệnh, tôi rất cảm ơn nhiều. Dạ. Cô phải cố gắng lên nha. Dạ. Dạ, cố gắng để tối niệm Phật rồi nhiều vô để cho mình mau hết bệnh nha cô. Dạ. Bây giờ đưa tiền cho ba cất đi. Thường ai cất tiền? Chú hay đó cô? Bà, đó bà. Ô, cô cất tiền hả? Để đưa cho cô đi, đưa cho cô mừng.
À, dạ hai cây quạt là con mua loại mắc tiền luôn đó, hai cây gần 1 triệu đó. Đó, mua loại tốt nhất trong trong tiệm luôn. Đó, mà chịu khó thì cũng quý sao tộc, hồi nãy chở hai cây chở bằng xe máy cũng khá là vất vả. Dạ. Cũng gán sợ trời mưa á cô. Đó, nó thì bự với nó dài á. Ừ. Mình để ngang là nó cản muốn hết. Đúng rồi, khó đó. Chạy lắm. Nói anh Phụng cũng mới mua bánh nào, bây giờ lấy bánh đi, lấy bánh xuống cho anh ăn, anh hai ăn. Ừ, tình hình sức khỏe của tay bánh sữa của con thứ hai của chú sao rồi? Vẫn vậy hả chú? Cũng vậy. Cũng vậy hả? Ngày qua đập kiến đứt trời trời ơi, sao không biết nó quậy, không biết nó ra máu nhiều không? Trời ơi, ra máu nhóc luôn. Nhờ thằng dạ. Em này gì rồi sao mà chạy xuống coi được trời, cũng đâu có thấy đâu. Không đâu kêu nhỏ. Nhỏ anh. À, trời ơi. Dạ. À, dạ. Sao mà kiến kiến mà để gần kiến cái tủ nhỏ để chén để đồ đó. Trời ghê trời. Không biết nó dẫn sao nó xuống nó đập ớn. Trời ơi, đập bể rồi chảy máu tay luôn. Chảy máu tay. Chắc đập bộ nói không có được. Vậy là bó lại bó không chịu bó lại. Không chịu bó giờ nó tại chứ. Trời ơi. Không biết nó được. Đứng kiến là lâu lành lắm cô chú. Dạ. Vì quạt là mình để đây cây, để dưới cây ha, ha cô chú. Dạ. Dạ. À. Thôi chú tháo bọc ra đi chú, tháo bọc ra đi. Dạ. Khui hàng. Khui hàng thử đi chú. À. Đập hộp đi. Đó cả nhà. Đây là hai cây là to nhất trong cửa tiệm luôn. Đó, để phụ chú. Cho quạt cho mát. Đây là món quà của chú Dân với cô Hồng Việt Kiều Mỹ. Cũng thương, rất là thương gia đình là gửi đó. Chú Dân với cô Hồng là bữa cũng có gợi ý là làm cái chỗ mà anh đi vệ sinh đó. Vệ sinh đó chú. Dạ. Rồi sao chú có dự tính gì chưa? Có nên có gì cho con hay nha. Tại cô chú là rất là mong muốn là mình làm cái đó để cho vệ sinh cho anh nó sạch sẽ. Ngồi nó ra bên đây. Đúng rồi. Cũng vô thì đó mình làm ống luôn đó. Thì mình làm là mình phải gắn ống mình đưa làm sao luôn. Đưa gắn sao luôn hả? Thử cái này luôn chú. Trời ơi quạt dữ mạnh dữ vậy. Mạnh ghê. Test luôn chú. Test luôn hả? Test cái này luôn. Ôi ơi. Quạt này là nó còn cao nữa đó chú. Vậy còn hả? Như kéo còn mở. Ủa ra rồi, còn kéo, còn cao, kéo lên. Cao lên nữa đó. Nó còn tăng đưa lên xuống. Nó còn lên hay là thấp nhất rồi đó. Chú test cái này luôn đi. Mình có gì thôi, không vậy mình đi đổi. Đi đổi được. Senko hả, hàng này tốt mà. Ừ, đúng rồi. Có nhiều loại lắm, 300 mấy cũng có, 200 mấy cũng có, mà mấy loại kia là loại bình giống như loại kia đó, lùng. Mát không em gái? Mát. Phái hả? Cô nói em phái mát không hả? Cái nhà. Ba cái nó. Ba hai. Nó nỉ nè. Ba mát. Đâu nè, nỉ nè. Nó có chừng cứ thọt tay vô trong nha. Đưa cho dặn cái đó là tắt đó. Cái nữa tắt đó. Cái hướng dẫn. Bật lại anh lọt. Rồi, đúng rồi. Sợ nhất là đừng có mò vô cái cánh. Mò vô cánh. Rất là mừng cho gia đình đó cả nhà. Bây giờ nè hai em lấy bánh đi, lấy bánh xuống đem xuống cho anh ăn nè. Hai bịch luôn kìa. Đó, hai bịch luôn. Bữa nay anh Phụng là mua bánh hộp không đó. Đây là món quà của cô Nguyễn Thị Lài ở Tâm Bình, Vĩnh Long. Ui, chị trời ơi. Rồi lấy ít đi, lấy ít thôi rồi đem xuống. Để cho cô đồ ăn, cô chú ăn luôn ha. Lấy cái bịch thôi. Này Mạnh Thường Quân này chơi bánh hộp không? Bánh xịn không á? Ê. À. Cuối đâu? Với lại hộp đó lên đi. Hộp bánh sô-cô-la đi. Nè nè, khui nè. Nè lên. Vui nè. Sô-cô-la nè. Ở bánh đó ngon á. Đem xuống cho anh ăn đi. Biết mở không? Biết đó, biết chưa? Trời ơi đó. Đúng rồi. Em hay quá. Quá hay. Hay lắm á. Hộp chỉ có 2 cái hả? 2 bánh. Hai bánh. Rồi.
Đi. Rồi, giờ mình đi xuống dưới ra, đi chú ơi. Hai rồi. Chú và Bạc Hà thì mình giết ra, chú mình đi dưới chú. Đi dưới coi coi anh sao chú. Đi đi mình đi luôn, đi chú đi đi, chú đi. Ở nhà của chú đó coi nha. Cô nằm đây ha. Dạ. Hết ơi mình sẽ mở sáng trăm gì mới cảm ơn. Mấy cô này rồi. Cũng qua thấy thấy vui qua nè cả nhà. Chào bà, chào cô nha, chào chị nha. Rồi. Vui cả nhà. Thấy anh em đến nè cũng như những gửi những cái tình thương từ quý nhà hảo tâm á cô chú vui á. Qua xe. Đây anh trong đây đây. Ngồi anh nằm kìa. Rồi hay kìa. Hôm nay là chào hôm qua đập cái kiến đó chú. Nè. Kiến nào chú? Đập kiến này hả? À bể cái đây luôn. Cái này cũng nó cũng đập. Rồi rồi. Bể kiến này nè. Mà kia ngoài thấy có cái kiến nữa kìa. Đó đó tay bên kia kìa. Trời ơi. Đó. Bờ đứt cò cái tay máu không rồi kìa. Bầm đen luôn. Cái này nó cũng đập hết. Một bên rồi sau này nó đập hết bên này nữa. Ở bên đó là đập rồi ha. Nó đập rồi đó. Giờ đập thêm cái. Đập thêm cái nữa. Mà bánh kìa nữa. Sớm mình đem bánh mì ra nó ăn nó mừng á. Lắc cái đầu hết trời. Cái tay của kìa máu còn dính máu kìa. Nó nằm ăn vậy đó cả nhà. Nó cơm hút hả? Nó nằm ăn bánh vậy đó. Hồi hai em lên cũng ăn bánh đi ha. Có bánh nhiều lắm ăn đi. Mình nói là nghe không chú? Nghe không? Nghe. Nghe ha. Tối ngày ngầm. Ủa mắt của anh là nhắm lại luôn, không có mở ra được hả chú ha? Đẩy bị bó và sao nó đi. Ừ, vô đây chứ. Đấy bị bố đi. 31 tuổi rồi, không mặc đồ gì hết cả nhà. Cứ nằm vậy thôi đó. Còn hai đứa em gái thì cũng mắt thì cũng không có thấy được. Bị bố đi. Má khí. Thì bây giờ là nằm. Ừ. Giận. Ê. Giận á. Phải xí không? Sao anh cắn tay anh vậy? Nó cắn tay nó ên đó. Trời đất ơi, cắn. Ừ. Trời ơi. À, cắn cái tay á hả? Ừ. Nó giận nó cắn tay ên đó nó. Trời ơi. Nghe hả chú? Chắc nghe giận á. Nghe giận. Nói á. Nghe giận. Trời ơi. Nghe mình nói luôn. Dạ. Nghe nói không thích. Ăn bánh đi anh ơi. Anh ăn bánh đi. Ăn đi. Đó giờ chú có nghe anh nói tiếng nào không chú? Hả? Không nghe, nghe thì nghe mà nó không nó trở lại nó nói không được. Nữa mình đem cây quạt xuống đây nè chú. Quạt cho anh mát. Giờ nằm nói chung vệ sinh này kia rảnh biết vô toilet hả chú? Anh tự đi vô toilet hả? Vệ sinh đó. Nó hả? Tại chỗ luôn. Tại chỗ luôn đó. Sao thấy đây khô sáng giờ mà trời ơi đi. Khô queo vậy? Lau chùi á hả? Lau chùi mỗi ngày luôn đó. Ồ. Rồi chịu không nổi rồi chú ha. Ừ. Sao không ăn? Nếu mà gặp để cái bô Hưng đó, nếu mà không mình lo làm gì đó. Ý anh bẫy luôn á. Sao anh nằm lên vui vậy? Kêu anh ăn thử coi. Hồi lấy nước cho anh uống em gái. Để ăn rồi. Cái đó hồi là mất khát nước gì lắm. Cái nước chanh á. Phía sau này cũng còn khoảng trống nên bây giờ ha. Nhớ nha, chắc bé để cái đồ chỗ nào bé nhớ á. Đúng rồi, nhớ. Nhớ nó để ơi nó rồi nó nhớ. Bóc cái là chính xác rồi. Là ngay chân hay. Rồi đi đi. Đập nước sẵn rồi hả? Đập nước sẵn. Nước cam hay gì mà thấy vàng vàng đó. Trà đá đường. Trà đá đường. Hả? Có cái ly nhỏ hả? Đó kêu lên đó, kêu uống nước rồi lên. Nghe thôi. Nghe thôi. Nghe lời em gái ha. Em gái nói cái nghe lời à. Nói ngọt thì được. Ồ, nói ngọt thì được ha. Rồi ăn tiếp. Nàng anh mở lại, nàng anh gớt xuống.
Tùm lum cái tiền hay chú. Thôi cho anh nằm đi, mình đi lên đi ha. Nó nữa đem cây quạt, đây cũng có cây quạt nhỏ, đem thêm cây quạt nữa mát. Bữa nay thì trời cũng đỡ hơn mỗi bữa. Hai chú ha, hay đỡ nóng. Bữa hồi lợi đó, chịu không nổi. Nãy nhờ sáng, hồi sáng mưa, mưa lớn lắm rồi, đây. Dạ, không mình đi lên chú ơi. Rồi ngày qua cũng mưa nữa. Dạ. Nhờ mưa hai bữa nay dạ. Đỡ. Dạ, này. Xóm thì nghe tin cũng đi qua. Dạ. Chúc mừng. Rồi, trên trước quá trời. À, chú đó. Nay thấy thấy cô khỏe, thấy cô Hường khỏe ha bà ha. Thấy khỏe hơn. Dạ. Nhờ có mấy anh đến trị bệnh á, sao con thấy hôm nay nó khỏe hơn nhiều, ngồi được luôn. Thấy hai bữa nay tươi lên ngồi được. Dạ. Thấy hơi buồn, mặt hơi... Dạ, hơi yếu. Dạ, yeah. Ngồi vậy cũng đau. Khỏe lại được á, trong người mừng, vui, sảng khoái thôi. Lúc mà nằm mà không nhúc nhích được á, mệt mỏi. Bà đâu cũng ở gần đây hả? Cái bên đó hả? Đêm phía cả lại nha. Dạ, thấy hoàn cảnh gia đình khổ quá với bà ha. Nhà có mấy người mà bệnh hết trơn. Dạ. Ai cũng bệnh bây giờ. Ôi, có đi nhà anh sao chưa? Ừ. Dạ. Dạ chưa? Chưa à? Dạ. Mới lại đây con ghé đây trước nè, mua đồ lại đem gửi nè. Sao anh sao cũng càng ngày càng nặng quá trời rồi. Ồ, càng ngày càng. Sáng tới giờ dậy không nổi sao không biết. Dạ. Chú nằm luôn rồi. Chú đã tội đó, tội nghiệp dạ. Lắm. Ăn cơm này kia đâu có được. Đó. Ừ. Mấy cô cũng qua đây. Cái báo giống lắm. Dạ dạ. Tới đây. Dạ. Ừ, hỏi cái. Sao vậy? Sao cười như vậy? Nó nói người đó nóng nóng ấy. Mình nếu mà nóng mình thổi đi, hết nóng rồi. À. Người nó cười. À. Sổ nóng hả? Mọi người sổ nóng hả? Ừ. Giờ là trời nay trời bữa nay vui vui á chứ. Đỡ. Không có nắng gắt á. Dạ đúng rồi, bữa hổm trời nóng quá trời nóng. Chịu không nổi luôn ra ngồi. Bữa nay nhờ mới mưa. Sợ nắng hả? Quỷ ơi đứa. Sợ nắng hay gì? Thôi lấy cái mạng vậy lại. Sợ nắng đen phải không? Thổi cho ai thổi? Thổi cho mát ha. Có quạt nè, có hai cái quạt xịn của chú tặng rồi nè, mình quạt. Quạt rất là mát quá trời. Nhẹ nhàng mà không nghe tiếng gió luôn. Im ru à? Im ru luôn. Ủa hôm bữa là con nghe nói là cô cũng đi tái khám rồi chú hả? Rồi sao đi chú? Rồi. Nó nói là bình thường rồi cho thuốc uống. Cũng tiếp tục cho thuốc cũng thôi. Tiếp tục cho thuốc. Bởi vì thuốc uống chưa hết. Dạ. Chứ không có nói là... Không có nói là gì nữa. Bữa nghe nó mổ mọi gì mà chú hả? Mổ đó là mình tính thôi. À, mình tính thôi ha. Nghe nó mổ là nguy hiểm lắm. Mổ nói người ta mổ rồi đó, nói nguy hiểm lắm. À, giờ uống bạc hà với đó đủ đi, kêu cô gắng uống rồi uống thuốc nữa. Phải ăn uống về kia nữa. Trời ơi, tôi hay nhóc lại uống hai lần ba lần gì. Nghỉ. Dạ. Thiếu gì lá đu đủ đó. Dạ. Xin ta đã cho. Dạ đúng rồi. Ờ, gắng uống ha cô ha. Phải uống kèm hai thứ mới hết bệnh được. Cái một thứ một thì cái này thì dễ uống rồi, mà đừng đặc biệt là mình phải kỹ nha cô chú ha. Cái xác của nó là kỹ, không để ấy xong bỏ. Phải rồi, để tới chừng nào cái xác đóng xuống nấu xong tới cuối ngày mình cũng bỏ để quên quên bóc ăn cái là chết luôn. Nó ngứa dữ lắm. Phải rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nấu phải để kỹ cho thôi, nó ngứa ghê lắm. Giống gì vừa nốt. Hai gái nè. Mỗi ngày á. Đi qua đi qua vô đi ở đây không đó. Ai ai? Hai đứa nhỏ. À, hai đứa nhỏ hả? Cháu, con, chị hai. Dạ, con thích qua đây chơi ha. Ở đây em là làm gì? Ở đây còn ở nhiều hơn ở đây. Đợt này đợt nọ là phải hôn mình rồi đi. Dạ. Mệt quá, dặn đuổi đi, dặn đuổi.
cũng hư. Vậy lắm hả? Vậy lắm. Xin hộp bánh nè, lại tới nữa nè. Nè nè đó. Kiếm một cái bánh mà không dám. Mau ơi. Nghĩa nha, mau nha. Nghĩa. Ôi núm nè. Chạy luôn, chạy luôn. Cho bánh kìa không ăn hả? Ừ. Mời lên. Ê. Nghĩa. Rồi đi vô con. Cảm ơn sao? Con cảm ơn. Cảm ơn cha. Ừ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn ai? Cảm ơn gì? Cảm ơn gì? Bye bye. Nhỏ nhỏ thôi. Có mấy đứa nhỏ đỡ buồn. Đỡ buồn ha. Chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Mày nói gì là phải lời đó. Em muốn ăn nè. Em nào? Em nào? Cô là cũng ăn được đó mà, cô đâu có ăn được hết ha cô ha, bánh này kia mình ăn được hết, bác sĩ đâu có ấy ha. Nghỉ ăn 3 ngày cũng không sao đâu. Ai? Ai nghỉ ăn 3 ngày? Em gái hả? Ở ngày chọc em gái không à. Nghỉ ăn 3 ngày cũng không sao. Nghỉ ăn 3 ngày cũng không sao. Hái mập. Dạ. Ăn đi bánh sô-cô-la đó. Ăn đi. Bánh của anh Phụng mua đó. Cô Lai gửi nhưng mà của anh Phụng mua. Anh Phụng mua. Dầm mưa anh Phụng đi mua. Thường. Cái nhà thử mới sang anh. Ngày ngày cũng rất là vui cái nhà. Ngoài đến thăm gia đình thì thấy cô là cũng khỏe hơn nhiều. Đó. Cũng rất là mừng luôn. Ngoài bên cạnh đó thì cũng những cái phần quà của nhà hảo tâm gửi cho gia đình á. Cũng không biết nói gì hơn nữa thì ngoài cái lời thay mặt gia đình thì gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý nhà hảo tâm như là đã có cái tấm lòng hỗ trợ cho gia đình trong lúc khó khăn này cả nhà. Còn về cái phần mà làm cái đó thì cô chú tính coi sao ha, nếu được thì báo con hay, có số điện thoại con nãy con điện cú đó. Nếu được thì cô chú ở bên Mỹ hỗ trợ để thấy cho anh tiện thôi, coi có tiện hay không. Cô chú thấy vậy là tiện á, khi mình vệ sinh này kia thì nó sạch. Tại biết không, bữa nào nó đái chỗ đó, không đái nó đái trong giường luôn đó. Chứ không phải một chỗ hả? Chỗ mới khó chỗ đó. Khó chỗ đó đúng rồi. Nó đái trong giường luôn á. Ví dụ như ở trên giường hay là dưới đất gì á, mình xây một vòng tròn vậy nè, là cao lên khoảng 2-3 cục gạch vậy đó. Khi mà ảnh tiểu tiện rồi dạt là dưới đất vậy đó, cái bình dội nước là nó chảy thẳng nó chảy xuống rồi. Mình khỏi đỡ mình lau mỗi ngày. Đúng rồi, cái đó thuận tiện. Thấy được không? Được thì kêu thợ lại coi, kêu thợ lại coi rồi đường ống sau đó mình kêu thợ lại rồi đầu để bữa nào con có lại đi rồi mấy này đi. Chú ở đây có biết là ai quen làm có rồi kêu điện cho con ha, hỏi coi sao. Để được thì mình tiến hành làm luôn, cô chú hỗ trợ mà, hỗ trợ thấy để tôi kêu nó lâu dài á cô chú. Để xây sao sao để hỏi nó thôi. Hỏi coi làm sao được. Nó làm sao được. Bởi vì nữa rồi con lại. Tại vì cô chú muốn là làm như vậy mình làm lâu dài cho ảnh mình vệ sinh lâu dài á. Nó tiện. Phải cái cách tốt nhất. Rồi sao đỡ nhiều lắm nữa, nên mà tôi không có ở nhà mấy nhỏ lấy nước xô vô là nó chảy ơn. Mình làm sao cho dốc, có dốc. Dạ, phải làm sao có dốc. Phải xây cái đó, phải xây cao lên chút cho nó chảy về cái hướng nào đó. Chứ thôi là nó bị động lại đó chút. Chị con cái. Thường coi nha. Hay vậy chú ha. Dạ. Cô chú cũng giữ gìn sức khỏe ha, hôm nay được con lại thăm. Rồi có duyên thì cô cháu, chú cháu mình gặp tiếp ha. Dạ. Ồ, vậy quá rồi. Dạ. Ba cháu là mạnh khỏe. Dạ. Thì là làm ăn gì may mắn phát đạt. Dạ. Thấy gia đình vui như vậy, cô mẹ như vậy, anh em cũng mừng nữa. Quý mình quân, quý thư giả cũng mừng lắm. Tôi cũng mừng, không biết mà nói sao nữa. Dạ. Thôi vậy con chào cô chú nha. Thôi con chào cô chú nha, chào cả nhà, chào em gái. Chào em gái luôn nè. Có anh đi không thả nè. Ồ, có anh đi không thả ha. Nói chuyện hay lắm luôn á, em gái nè. Rồi chào em gái nha. Hảo tâm thôi quý mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình. Đây nhìn hoàn cảnh cô chú đâu phải là khó khăn còn nhiều lắm, dài dài đó. Nên là rất là mong quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân thương gia đình mà tiếp tục hỗ trợ cho gia đình đó, được cái phần nào khó khăn lắm.
ngày chú chạy xe ôm thì chỉ được 100-200 ngàn. Mà số tiền mà Mạnh Thường Quân giúp một bao nhiêu đó rồi thật sự không biết, không bao nhiêu ngày của chú chạy luôn á. Ừ, không phải ngày nào cũng chạy được đâu, có ngày nghỉ ngày chạy. Dạ. Dạ. Bữa nào vợ khỏe khỏe mình đi một lát vậy đó. Dạ. Rồi vậy ha cô chú ha, ráng uống Hà Núi ha cô nha. Niệm Phật uống cho mau hết bệnh ha. Hôm nay là đây vào Hà Núi quá chừng nè, nha. Dạ. Ừ. Giờ chú lấy một phần tổng thần luôn cho cảnh khác. Bây giờ Phan lấy một bịch. Để nó có phần nguyên hết. Mà mình có qua bên kia không luôn? Có qua bên ông Kho luôn? Ông Kho hả? Hả? Có gì bây giờ mình chia cái này ra nè. Chia cái này ra nè. Cái này túi con. Chia ra làm ba. Giờ chú lấy một ít qua đây nữa đi rồi chia cái này làm ba con. Rồi lấy ba cái bịch nè. Có lấy bịch trong đó không? Có lấy bịch đó đi. Dạ. Để chú chia ra đi, mình đem hoàn cảnh. Giờ nào hết thì con chú báo con hay rồi con xin tiếp ha. Cái này một muỗng hả? Dạ, một muỗng mật ong, một muỗng này. Một muỗng mật ong, một muỗng này. Dạ, dạ. Để mình ăn cơm đó bác. Ồ, đúng rồi. Một muỗng mình ăn cơm. Dạ. Dạ, đúng rồi, muỗng cà phê á. Dạ, đúng rồi. Dạ. À, cái này là cô biết, cô chú biết phải không? Hay lắm á. Ừ, hay lắm á. Trời ơi, củ to trời. Còn bị túi con rồi gì nữa? Còn hai củ. Dạ. Củ to ghê. Không nghe chú lấy cái phần nhiều nữa. Để hồi con đem qua cái chú bên kia nữa. Ba hộ. Cái củ này để chia cho hết đi con ấy tiếp. Dạ. Nào hết thì anh em mà lấy thêm đi. Mở cái bịch này ra lấy thêm mấy củ bỏ đó rồi chú. Còn một nhiều con lắm. Củ. Lấy này thêm mình cho vô mấy củ đi. Bỏ vô. Ờ đúng rồi. Đó. Kia cứ sạch hết trơn. Đây này lấy gần 3 phần rồi. Ờ vậy được rồi đó. Được. Dạ. Mình để cho nó thoáng, đừng để ấy quá nó có tủ lạnh bỏ vô tủ mát thì còn tốt. Dạ. Rồi. Rửa sạch luôn để vô chừng nào sạch mình lên lấy. Dạ dạ đúng rồi. Để gãi thì anh em con cũng hy vọng là làm sao á mà mới vừa rồi thì anh em cũng vào để hỏi thăm gia đình cũng như là cập nhật cái tình hình sức khỏe của cô, cái cuộc sống hiện tại của gia đình để gửi đến quý khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân. Bên cạnh đó thì cũng gửi những cái tình yêu thương của quý nhà hảo tâm đến cho gia đình đó cả nhà. Thì qua video thì một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn đến tất cả quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm cũng như là xin chúc quý nhà hảo tâm, quý Mạnh Thường Quân có thật là nhiều sức khỏe cũng như là thật bình an trong cuộc sống ha. Chắc cho phép em tạm khép video này ở đây cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà quý Mạnh Thường Quân trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại.